Kịch hay chưa hết, phiên tòa quan đông kỷ lục, cứu được 54 nhưng bộ trưởng vẫn chưa thoát. Tội to như voi án thì dự kiến, cô tổng thả thòng lọng vơ hết một mẻ. Mặc dù các bản án trong phiên tòa chuyến bay giải cứu là nặng nề và có tính dân đe, nhưng không lấp đi được hoài nghi rằng đã nằm trong tính toán của ai đó để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân và về lâu về dài đó không có tác dụng gì nhiều để chống tham nhũng một nhà thạo tin ở Hà Nội chân trở. Sau 3 tuần xét xử, Tòa án Hà Nội hôm 28 tháng 7 đã tuyên tổng cộng 4 án trung thân trong tổng số 54 bị cáo, trong đó có 3 án trung thân cao hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát, vốn chỉ ở mức từ 12 đến 13 cho đến 19-20 năm tù. Ba trong bốn án trung thân dành cho các quan chức ăn hối lộ nhiều nhất để cấp phép các chuyến bay giải cứu, bao gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, thư ký thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Việc bức án trung thân của bị cáo Phạm Trung Kiên là đã được giảm nhẹ hơn mức đề nghị trước đó của viện kiểm sát là dựa cột. Mặc dù là người nhận số tiền hối lộ nhiều nhất trong vụ án với 42,6 tỷ đồng, nhưng bị cáo Kiên và gia đình đã nộp lại 42 tỷ đồng trước giờ tuyên án. Án trung thân còn lại dành cho bị cáo Hoàng Văn Hưng, trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến chạy án. Quan chức cấp cao nhất bị tử trong vụ án là Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh dụng bị tuyên án 16 năm tù cho tội nhận hối lộ, trong khi bức án đề nghị cho ông chỉ là 12 đến 13 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm nhận hối lộ, nhận bức án từ 3 cho đến 7 năm tù. Sở dĩ tòa tuyên án nặng cho các ông bà này là vì họ nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn. Gây nhức nhối trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân nên cần áp dụng bức hình phạt cao hơn đề nghị mới đủ sức gian đe, tờ người lao động dẫn bản án được tuyên tại tòa cho biết phiên tòa được báo chí trong nước đưa tin rộng rãi, rầm rộ và cụ thể đến từng chi tiết tranh tục và đã nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Điều hiếm khi xảy ra trong hệ thống truyền thông vốn luôn được kiểm soát chặt chẽ. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang A nhận định rằng các bản án được tuyên là nghiêm khắc. Bản án như thế khá là nặng, chắc chắn nó có tính dân đe trong thời gian trước mắt. Nhưng về dài hạn, sự dân đe không có tác dụng bởi vì chuyện tham nhũng hối lộ xuất phát từ những đặc tính cố hữu của hệ thống, ông A phân tích. Cho nên, ông cho rằng, trước nào Việt Nam chưa giải quyết rốt ráo những căn nguyên gây ra tham nhũng như lương công chức thấp, báo chí tự do, chưa có xã hội dân sự lành mạnh và không có một nền tư pháp độc lập, thì dù có xử cả trăm, cả nghìn vụ như thế thì vẫn sẽ phát sinh tham nhũng. Bản thân phiên tòa đã cho thấy ngành tư pháp không phải độc lập mà phải tuân theo lệnh của đảng, ông chỉ ra. Theo đánh giá của ông, từ việc viện kiểm sát truy tố trách tục ở tòa cho đến thẩm phán đi đến tuyên án đều là một quy trình hoàn hảo như một sân khấu được dàn dựng tuyệt vời mà ông cũng như những người dân khác đều là khán giả đặt xem. Đây là một vụ án điểm nên nhận được sự chỉ đạo rất kỹ lưỡng, rất cao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nên có sự phối hợp với nhau từ công an đến công tố và tòa án, ông giải thích. Ông dẫn ra những nguyên tắc như suy đoán vô tội thay trọng chứng hơn trọng cung mà ông cho rằng đã không được thể hiện trong phiên tòa này. Tòa án chưa kết tội thì các thẩm phán phải lắng nghe, dựa theo những bằng chứng không thể chối cãi thì mới kết tội được, ông nói. Năm này, chưa gì bà tòa đã gọi các bị cáo là ngoan cố, xào trá và các thẩm phán không để ý gì lắm đến chuyện tranh tục tại tòa. Vụ án này được một cái ưu điểm hơn những vụ án khác, đó là cho báo chí đưa tin rất là rầm rộ, người dân có thể theo dõi các pha rất cay cấn xảy ra trong tòa án, ông chỉ ra. Ông nói mục đích khi làm như vậy là để chấn an xoa dịu sự phẫn nộ của người dân. Qua là bậc thầy về tuyên truyền, tất cả báo chí đều được bật đèn xanh để đưa tin để người dân thấy là kiên quyết thế nào, minh bạch ra làm sao và chứng trị nghiêm minh thế nào. Ông A giải thích, tuyệt đại bộ phận người dân sẽ thấy như là rất công khai, minh bạch, thỏa đáng. Khi được hỏi về nguy cơ từ vạch trần cho thiên hạ thấy sự không tươi đẹp của các quan chức chính quyền khi cho công khai phiên tòa như vậy, ông A nói đã có sự tính toán rất kỹ được mất. Mặc dù người dân nghe những chuyện đó họ thấy bình thường, nhưng cách xử lý như vậy lại lấy lại niềm tin cho họ, ông phân tích. Từ kết quả phiên tòa, ông A chỉ ra một số câu hỏi chưa được giải quyết rốt ráo chẳng hạn như vụ án sẽ đi lên đến đâu liệu chỉ dừng lại ở thư ký của thứ trưởng hay thư ký của phó thủ tướng hay không tại sao ông trợ lý thứ trưởng nộp mấy chục tỷ khắc phục để được án trung thân nhưng ông thứ trưởng là cấp trên của ông ta thì chẳng ai nói gì cả ông đặt vấn đề do đó ông cho rằng vụ án đã có được sự chỉ đạo chặt chẽ chỉ đi đến mức độ nào đó thôi nên những gì đã thấy chỉ là một phần nhỏ của tàng băng nổi trên mặt nước còn phần lớn tàng băng chìm thì vẫn để yên Ông cũng cho rằng nếu so với các vụ tham nhũng khác gây thiệt hại hàng ngàn tỷ thì vụ chuyến bay giải cứu này rất là nhỏ nhưng gây bức xúc vì đụng chạm đến lợi ích của số đông. Dư luận vẫn còn những câu hỏi cần được giải đáp sau khi tòa tuyên án vụ chuyến bay giải cứu ngày 28 tháng 7. Trong đó có những bất bình về bức án dành cho các bị cáo, ý nghĩa của nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cùng trong xét xử, cũng như chuyện liệu người bị hại có được bồi thường hay không. Nhìn vào bức án tòa vừa xử, tội thì to như con voi nhưng án thì nhỏ như con kiến. Luật sư Nguyễn Duy Bình từ thành phố Hồ Chí Minh bình luận hôm 30 tháng 7, đặc biệt khi so sánh hành vi phạm tội với mức án của giới quan chức và dân thường thì có sự chênh lệch quá lớn. Dân nghèo chữa bệnh ở đâu? Thưa quý vị, nhớ lại giữa lúc dịch bệnh căng thẳng ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi chú trọng phát triển y tế cơ sở, nhưng y tế cơ sở là y tế nào, huyện hay xã? Tôi đặt câu hỏi như vậy vì y tế Việt Nam phân thành 3 cấp kỹ thuật, tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tuyến y tế cơ sở. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ hàng ngày cũng như trong tư duy làm việc, thì một cách không chính thức, hệ thống y tế được phân theo 4 cấp tương ứng với đơn vị hành chính, tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã. Vậy vai trò của y tế huyện nằm ở đâu? Trước đây tôi làm ở tuyến trung ương nên không rõ điều này. Từ ngày về hưu chuyển sang làm ở bệnh viện tuyến huyện, tôi mới có nhiều thực tế. Về mặt phân cấp kỹ thuật, y tế tuyến huyện được xếp vào y tế cơ sở như các xã. Nhưng dưới con mắt chính quyền, rõ ràng y tế tuyến huyện là cấp trên của trạm y tế xã. Các cơ sở y tế tỉnh chỉ đạo xuống y tế huyện, rồi huyện chỉ đạo xuống xã. Như vậy, phần cấp kỹ thuật của ngành y với phần cấp hành chính của chính quyền vay nhau. Thực tế, khi nói y tế cơ sở là một nói đến y tế xã phường, còn tuyến huyện ở mức độ nào đấy bị bỏ quên. Bộ Y tế đã có chương trình 10 năm 2011-2020 củng cố y tế cơ sở, thực chất là nhằm vào y tế xã qua Bộ Tiêu chí Quốc gia. Đến năm 2020, tổng kết chương trình, 94% số xã trên toàn quốc đạt chuẩn hoàn thành Bộ Tiêu chí, tức là chương trình đã thành công. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ngành y vẫn rất nặng nề vì Bộ Tiêu chí Quốc gia dành cho y tế xã vẫn còn rất thấp so với đòi hỏi chăm sóc sức khỏe của toàn xã hội. Qua một số tiêu chí chính như nhân lực 5-10 người, có bác sĩ làm việc tại xã 3 ngày mỗi tuần, có máy điện tìm, máy siêu âm đen trắng, máy thử đường máu, có thể thấy công việc của trạm y tế xã vẫn chủ yếu là công tác phong trào như cũ. Qua đợt này, sổ sách giấy tờ sẽ chuẩn chỉ hơn, còn công tác điều trị không cải thiện là bao. Người dân có bệnh vẫn đi thẳng lên huyện hoặc tỉnh, nhất là từ khi bảo hiểm y tế thông tuyến. Nếu chỉ chú trọng đầu tư cho y tế xã như vừa qua sẽ rất gian trải vì cần rót tiền xuống gần 10.000 xã và nhân lực của xã cũng không đủ để tiếp thu các kỹ thuật y khoa cao. Tôi thấy nhiều xã nhận máy siêu âm và máy điện tìm rồi chùm khăn để đấy vì không có người sử dụng. Trên địa bàn huyện, quan trọng nhất là bệnh viện huyện. Đây là trung tâm kỹ thuật y tế cao nhất của một huyện. Người dân tự đến trực tiếp hoặc các xã gửi lên, Bệnh viện huyện có trang bị y khoa cần thiết như xét nghiệm máu, x quang siêu âm, thực hiện được mổ lấy thai, phẫu thuật về xương, về ổ bụng, cấp cứu và điều trị nội khoa ở mức độ vừa. Bệnh viện huyện thực sự là bệnh viện gần dân nhất, cùng với bệnh viện đa khoa huyện còn có trung tâm y tế dự phòng có vai trò quyết định trong phòng chống dịch trên địa bàn. Vai trò của y tế huyện quan trọng như vậy, nhưng số phận của các tổ chức này khá lòng đồng. Năm 1998, các tổ chức y tế trên địa bàn huyện như bệnh viện, y tế dự phòng, bà mẹ trẻ em được hợp nhất thành trung tâm y tế huyện. Thấy khó quản lý quá, năm 2005, mô hình này lại tách ra thành 3 bộ phận, phòng y tế thuộc Ủy ban huyện, quản lý các trạm y tế xã, bệnh viện huyện và trung tâm y tế dự phòng thuộc Sở Y tế. Tách ra một thời gian vẫn thấy trồng chéo, nên gần đây nhất, thông tư 37 2016 tt -BIT lại quy định sắp nhập tất cả thành một trung tâm y tế huyện như cũ. Dù tách hành nhập thì trong dân vẫn chỉ tồn tại một địa chỉ thân thương là bệnh viện huyện, giúp được những người nghèo nhiều nhất chính là bệnh viện huyện. Thực tế chữa bệnh hàng ngày cho tôi thấy, phần lớn người nghèo chỉ lên đến bệnh viện huyện rồi quay về, khỏi thì tốt mà không thì cũng về nhà chờ số mệnh. Trong 100 người đã đến bệnh viện huyện, trên 90 người ở lại điều trị toàn là người nghèo không có tiền lên tuyến trên. Khi tôi nêu ý kiến về cổ phần hóa y tế, nhiều người lo ngại người nghèo sẽ bị tổn thương, nên tôi viết tiếp bài này để chỉ rõ rằng người nghèo hiện nay đang dựa chủ yếu vào bệnh viện huyện. Trong đề xuất của tôi, bệnh viện huyện thuộc tuyến y tế cơ sở là nơi không cổ phần hóa mà đáng được đầu tư hơn nữa. Nếu chú trọng đầu tư cho tuyến huyện mà hạt nhân là bệnh viện huyện sẽ có thay đổi thấy ngay. Trước hết số lượng địa chỉ cần đầu tư sẽ tập trung hơn, cả nước có 700 huyện. Thứ hai, tuyến huyện có các khoa bộ máy tương đối hoàn chỉnh, sẽ dễ dàng tiếp nhận các kỹ thuật, các đầu tư. Thứ ba, bệnh viện huyện gồm có nguồn khách hàng đồng nhất, gần dân nhất. Người dân nhất là người nghèo sẽ ngay lập tức hưởng lợi từ đầu tư này. Với khoảng 10 tỷ đồng đầu tư cho mỗi bệnh viện, nếu không có phết phẩy ăn chia, sẽ mua được những máy hiện đại như máy sinh hóa tự động, máy miễn dịch tự động, máy siêu âm màu, máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy, những điều kiện cần để tạo được thay đổi rõ rệt về chất lượng chuyên môn khi có đầu tư, có phát triển chuyên môn, bệnh viện huyện sẽ hấp dẫn hơn với nhân lực y tế, không phải lo bác sĩ dứt áo ra đi. Cả nước đã có một số mô hình bệnh viện huyện phát triển chuyên môn, thực hiện được các kỹ thuật cao của bệnh viện tuyến trên như cấp cứu tim mạch, nong động mạch vành, mổ chấn thương sọ não như bệnh viện huyện Củ Chi, bệnh viện quận Thủ Đức. Các bệnh viện thuộc kỹ thuật hạng ba này đã từng bước tiến lên thành bệnh viện hạng 1. Tôi hy vọng sắp tới y tế tuyến huyện sẽ hết lòng đồng, đầu tư cho y tế huyện chính là đầu tư cho y tế cơ sở đầu tư cho người nghèo cho an sinh xã hội góp phần tháo gỡ những khó khăn cơ bản của ngành y thể hiện sự ưu việt của chế độ